Quay lại căng nhờ. Lại căng nhờ, thằng Z đứng lại. Cho xin số điện thoại các bạn ơi. Z cho xin số phone cho nào. Nè nó chạy à, thấp máu mà. À, hả? Ở thì sao mới lên uống rồi? Mày em ăn hai mạng rồi anh ơi. Hả? Mạng của Yasuo với mạng của con Z. Ở đâu con Silas chứ? Thăm rừng nó lâu hơn thăm Tết chứ anh. Đi ganh này nọ. Mà đổ lại cái em thấp cấp hơn cổ, đúng rồi em thấp cấp hơn anh mà em đổ là em có độ có tiền có ông mà em đọt ông em hơn tôi 2 level lên được ghét được một món hơn cũng như không có hơn là hai bạn hiền ơi, Yasuo hay Lee Sin hay quá, và Flash lên cũng như không. Thôi chết mẹ thằng Z chặn đường rồi. Má đang thấp máu chạy hai thằng mày điện Z chặn đường cái gì chứ. Thôi chết mẹ tôi rồi. Khó, chết mẹ mày rồi con. Ngay con chó này vô mà. Mày vừa thấy bể con mắt. Vừa thấy bể con mắt là tụi mình mới tính né ra rồi. Thề, xin như là ghen né biết là cái gì luôn. Không biết bên, không biết con mắt, không biết cái gì đó. Thấy ghé nó sốc anh chưa? Em buồn. Ơ, mẹ mày quả lộn, lấy qua tường, what the fuck. Nó cứ quýnh thôi, mình làm một cái bước nhẹ nhàng đó là quy cái xong mẹ. Thời mít ông lắc lắm, kinh ơi, tôi lại ông. Mít ông lắc lắm. Ui, trong garen kìa. Khắc đéo điệp mẹ mày, cục sắt di động không? Trong garen khắc đéo cục sắt di động không? Có anh kinh luôn. Thank you.
Có là, có là, có là, có là. Có là, update, có là, update, có là, update. Tụi bay dí nữa đi. Nào dí nữa. Dí lá kìa. Dí. Dí. Ôi ơi, chơi cứ ulti chơi không vui, chơi không bài. Chơi không bài. Ôi, chơi xua à. Thằng Z, thằng Z. Ờ, tôi không chơi xua. Fuck why. Còn mọi em đi. Ui, đứt mọi em này, Yasuo làm quả căng vậy. Ui ồ, thằng Garen khắc đéo cục sắt di động không? Bật Vi lên đéo biết bỏ vô. Mấy người kiểu cây cứu quá đấy. Đéo muốn chửi đâu. Tin làm gì kinh? Lát rồi, lát rồi. Giờ mới lát. Mày trận này thắng nổi không kìa? Mình em gánh chứ ai gánh. Thành cũng như không. Lao lên à? Thành cũng như không, lao lên xong chết ngắt. Chả biết dùng chiêu gì. Rai cũng phế, Garen thì thôi khỏi nấu đi. Bật Quy lên chạy vòng cho vui. Cho đủ tem rồi bật E lên làm gì nữa. Cho Z nó vào chết mẹ hay sao. Rồi ai nữa, thằng Lee Sin thì ca ếch mẹ. Rồi hết mẹ hay còn ai đâu chơi. Bắt cái thằng khốn nạn ở lại sân quỳnh à. Bắt chưa kịp cá ếch mày. Hê nhục. Anh sân quỳnh. Sân quỳnh có một ăn rộng thôi. Đây là sân quỳnh. Ghét con quần đó. Ủa giá ở trên hả? Nó ăn rộng. À, Z di chuyển khôn nếu chịu được không? Xin quên à, chơi không xin quên. Còn mẹ xin quên đó. Garen chơi gì? Garen nó cố tình phía rồi, khỏi nói tới đó đi. Cố tình nó bỏ game mà đó lý do mà trước em bỏ liên minh một thời gian dài đó. Chơi ông Trân Quỳnh cùng mẹ Trân Quỳnh. Chơi ông Trân Quỳnh. Chơi ông Trân Quỳnh. Chơi ông Trân Quỳnh đã. Con mẹ Trân Quỳnh đó. Ôi đù. 2222. Quả nãy Yasuo chọt mẹ chí mạng mấy cây chứ quả nó chọt thường rồi đéo chết rồi. Chọt ăn ngay chí mạng của nó. Cho mày há hốc mồm ra, khọt khóa có trên ngắt mẹ luôn. Rút mẹ đi giữ số lượng đi, nghĩ sao tay mình nó lại tay nó. Thích thích lao lên đánh thể hiện chính mình à. Bạn có lĩnh, bạn có tài à. Đi, thi cuộc thi, bạn có tài à. Cuộc thi, cuộc thi. Bạn có tài à. Rớt này đó, rớt này đó. Bạn có tài. Bạn có tài. Bạn. Cuộc thi bạn có tài còn thằng Rize là gì? Cuộc thi bạn có tài.
Thôi chết mẹ rồi, combo Z rồi, thôi chết rồi, anh chết khỏi chạy kênh rồi, anh chết rồi. Anh chết chắc rồi, khỏi chạy. Dạ. Z nó đóng ulti vô người anh, không thấy hả? Đóng ulti mà trên đầu anh có hình phi tiêu rồi, chắc chắn anh chết, chạy đâu cũng chết. Vâng, đây là chúng ta zoom tận cảnh đến là hai thanh niên bị độc quỵ, bị tăng huyết áp giữa trận đấu Liên Minh Huyền Thoại. À, một anh Lee Sin, anh Lee Sin có vẻ là uống thuốc và đã di chuyển được rồi. Còn anh Raiden, anh đang bị cái mà Echo đứng hình mất 5 giây. À, anh cũng di chuyển rồi đấy. Cái này là Echo đứng hình con mẹ nó mất 5 phút em ạ.